Xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh channel của Tô Huy Hoàng nhá. Vâng, hôm nay Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em mẫu xe Kia Cerato xuất xứ Hàn Quốc. Một chiếc xe mà đang cực kỳ hot trên thị trường, xe đã qua sử dụng anh chị em ạ. Tại vì là cái tầm giá hơn 500 một chút thôi, anh chị em đã sở hữu ngay một chiếc Cerato bản 1.6 Luxury anh chị em nhé. Mà lại còn nhiều công nghệ và rất là nhiều đồ chơi trên xe. Đấy, chiếc xe này thì đã sẵn biển Hà Nội rồi, anh chị em khỏi phải lo đi tìm nguồn gốc làm gì cả. Đấy, hệ thống đèn pha cốt thì anh chị em có thể là hoàn toàn tự tin là đều đã được trang bị đèn LED hết anh chị em nhé. Ở dưới thì đèn gầm còn được trang bị là đèn đây đèn ở dưới gầm thì vẫn là đèn projector, nhưng mà cái đèn matrix này đã được lắp thêm này. Đấy, ok anh chị em, dáng vẻ trẻ trung. Cái mặt mũi hổ của anh chị em thì hoàn toàn là đặc trưng của hãng Kia rồi. Đó. Đây, phần mâm bánh thì ok anh chị em nhé. Phần mâm bánh này được sơn la răng màu đen bóng này. Rồi đang sử dụng lốp Michelin vành 17 inch này, cực kỳ thể thao luôn. Anh chị em về lại sơn thêm cái tí cái má phanh màu đỏ nữa thì hoàn toàn là tuyệt vời luôn anh chị em nhé. Gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ dạng LED này. Tay nắm cửa được sơn màu đỏ theo xe này. Đấy. Chân kính trên, chân kính dưới đều được mạ chrome hết rồi. Đấy. Tay nắm cửa có tích hợp đèn cũng mở thông minh, có cả cửa sổ trời khoang lái anh chị em nhé. Vì là bản 1.6 luxury nên là trang bị nội thất bên trong xe thì sẽ là nội thất màu kem anh chị em nhé. Đấy, ghế lái chỉnh điện hoàn toàn, sẽ có đây là màn hình theo xe, có cam hành trình. Và bây giờ là mời anh chị em chúng ta cùng thưởng thức bên trong xe nhé. Xe mặt 1.6 nên nổ rất là êm. Xe đang chạy là khoảng 5 vạn anh chị em ạ. Đó. Có đàm thoại rảnh tay này, có voice control này. Đèn pha cốt thì hoàn toàn tự động anh chị em nhé. Anh chị em có thể thấy đèn LED phản chiếu lại trên gương kia. Đó. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Đó. Chúng ta cũng sẽ có các cổng sạc loanh quanh ở đây. Đấy. Đến đời mới hơn thì anh chị em sẽ có cả là sạc không dây anh chị em nhé, ở đây ở chỗ này này. Đó. Rồi mời anh chị em chúng ta sẽ xuống hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng rãi, phải gọi đây là một chiếc xe C rộng nhất trong phân khúc anh chị em nhé. Rồi ở đây chúng ta còn có cả hệ thống điều hòa hàng ghế sau nữa, đây là chỉ thiếu có mỗi một cái cổng sạc nữa để anh chị em chúng ta có thể đầy đủ tiện nghi luôn. Đấy. Đó, anh chị em nhé. Phần đuôi xe đây anh chị em ạ. Cánh lướt gió thể thao, anten hình vây cắm mập. Chưa có cánh lướt gió thể thao. Đấy. Đó, rất là đẹp anh chị em ạ. Bao đờ sốc cũng được sơn bóng lại. Ok anh chị em nhé. Tầm giá hơn 500 thôi anh chị em ạ. Kia Cerato 2018 bản 1.6 Luxury. Đấy, đang được chào bán tại Vương quốc Cẩm Ca, 26 đường Cầu Diễn, thủ đô Hà Nội anh chị em nhé. Nhanh chân lên, số lượng cũng chỉ có chiếc xe này thôi. Đấy. Ok anh chị em, để có được cái mức giá ưu đãi nhất và các chương trình khuyến mại đang diễn ra, anh chị em cứ gọi qua hotline của em Hoàng nhé. Số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình giới thiệu xe tiếp theo.